người chở 5,2 triệu USD đến nhà cựu cục trưởng cục 2 ngân hàng nhà nước xin khoan hồng để sớm trở về với gia đình. Sáng ngày 21 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 85 bị cáo với nhiều tội danh khác nhau. Trong phiên tòa chiều ngày 21 tháng 2, các luật sư đã bào chữa cho nhóm các bị cáo là cựu lãnh đạo ngân hàng SCB, bào chữa cho bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc ngân hàng SCB. Luật sư cho rằng bị cáo đã tích cực phối hợp với cơ quan điều tra trong việc làm rõ nhiều tình tiết quan trọng của vụ án. Ngoài ra, bản thân bị cáo cũng có động thái khắc phục hậu quả. Khi bị cáo bị bắt, vợ một mình nuôi 6 con, trong đó một người con 20 tuổi bị tâm thần, con nhỏ nhất sinh non, bị cáo chưa được thấy mặt. Bị cáo phạm tội trong môi trường đặc biệt khi ngân hàng SCB đang tái cơ cấu, luật sư trình bày. Trong phần tự bào chữa, bị cáo Văn mong muốn hội đồng xét xử xem xét trọn vẹn các tình tiết giảm nhẹ, khoan dung và tha thứ cho hành vi của mình. Chủ tòa hỏi bị cáo Văn về việc bị cáo Trương Mỹ Lan đòi tiền thuê nhà mà SCB đã thuê tòa nhà của con gái bà Lan ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo Văn thừa nhận khi SCB chuyển hồ sơ về tòa nhà ở đường Nguyễn Huệ, quận 1 thì có thuê nhà của gia đình bị cáo Lan. Quá trình thuê nhà, SCB có ký hợp đồng đặt cọc 300 tỷ đồng. Bây giờ căn cứ vào các điều khoản trong hợp đồng thuê nhà, hợp đồng đặt cọc mà xử lý đúng quy định của pháp luật. Bào chữa cho cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB Bùi Anh Dũng, luật sư nói có nhiều tài sản trong vụ án không được định giá. Luật sư đề nghị giao cho cơ quan thi hành án xử lý tài sản theo hình thức bán đấu giá, vì hậu quả của vụ án liên quan đến thân chủ. Bào chữa bổ sung, bị cáo Dũng xúc động trước buộc khai báo, vợ và mẹ bị cáo chắc cũng khóc cạn nước mắt. Mong tòa xem xét các bài bào chữa của luật sư đã bảo vệ cho bị cáo, xem xét mức án phù hợp. Bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo. Hôm nay bị cáo rất ân hận vì những việc mình đã làm.